phần unbox sản phẩm loa Bluetooth Revo Super CD, một sản phẩm âm thanh đến từ Vương quốc Anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về chiếc loa mang đậm nét cổ điển xưa cũ này nhé. Revo Super CD là sự cân bằng giữa hiện đại và nét đẹp cổ điển. Tinh tế, sang trọng là những tính từ thể hiện cho vẻ ngoài của chiếc loa này. Một thiết kế được bao bọc và lắp ghép hoàn toàn bằng tay với vật liệu gỗ walnut đến từ Mỹ. Một thứ vật liệu cực kỳ phù hợp với cá tính mộc mạc cũng như để thể hiện xuất sắc nhất âm sắc trầm bổng, hút hồn mà chỉ có những vật liệu từ gỗ nguyên chất mới có thể tạo ra được. Hợp kim nhôm oxit 6000 được chọn là vật liệu làm nên mặt ốp trước và tấm chắn phía sau của loa, cũng như chất liệu thép bền bỉ làm nên bộ khung lưng cho phép tăng độ tin cậy vào cấu tạo chung bền chắc của loa. Kích thước loa rộng 33,5cm, cao 20cm, sâu 18cm, nặng 5,3kg. Phía bên ngoài loa có một màn hình OLED kích thước 2.7 inch giúp người dùng thao tác với loa một cách thuận tiện và dễ dàng hơn. Bên trong loa Revo Super CD được cấu tạo gồm hai củ loa BMR Flagia Frame Transducer kích thước 3.5 inch. Amplifier Class D tích hợp bên trong loa là 40W, thực tế nghe cảm giác như loa 80W. Cặp loa này của Super CD đã mang đến một năng lực hiệu suất khá mạnh, đủ để lấp đầy gian phòng của bạn với âm sắc ấn tượng, bao gồm độ dày của dải bass nhưng vẫn giữ được độ trong trẻo và tính chi tiết, cùng khả năng giãn nở không gian lan tỏa âm sắc. Âm thanh của loa Bluetooth Revo Super CD là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế âm học, điện tử và phần mềm hỗ trợ, linh kiện audio cao cấp, công nghệ kỹ thuật số, kỹ thuật mô phỏng âm thanh một cách hiện đại, cùng với các lỗ thông hơi được tính toán một cách kỹ lưỡng, tạo nên một khả năng trình diễn âm thanh tuyệt vời. Trái ngược với nét cổ điển bên ngoài là những công nghệ hiện đại được tích hợp phía bên trong. Chiếc loa này được tích hợp đầy đủ các công nghệ không dây hiện đại nhất như kết nối Wi-Fi, Bluetooth với công nghệ Qualcomm ABTX cao cấp, Spotify Connect. Đặc biệt với ứng dụng Undock cho phép bạn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cao nhất với chiếc Super CD của mình qua smartphone với đầy đủ các tính năng như DAB, Internet Radio, FM, Spotify Connect và Network Audio, tinh chỉnh Equalizer. Ngoài ra, ứng dụng Undock cho phép người dùng tạo ra cả một hệ thống kết nối âm không dây giữa các không gian phòng ốc nối với nhau. Tính năng này được gọi là Multiroom. Cụ thể, với mỗi chiếc loa Revo Super CD được đặt tại một căn phòng khác nhau như phòng bếp, phòng ngủ hay phòng khách, tất cả những chiếc loa này đều được kết nối với nhau thông qua ứng dụng Undock. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Undock để bật tắt các loa giữa các phòng hoặc điều khiển nghe nhạc trên cả ba loa cùng một bài hát hoặc mỗi loa phát một bài hát khác nhau. Bạn có thể tải ứng dụng Undock hoàn toàn miễn phí từ kho ứng dụng CH Play trên Android và App Store trên iOS. Một tính năng cực kỳ thú vị khác trên Revo Super CD là Internet Radio. Với kết nối Wi-Fi được trang bị sẵn, chiếc loa này có thể phát những kênh âm nhạc trên toàn thế giới với chất lượng âm thanh 16 bit chất lượng cao với đầy đủ bản quyền một cách hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn các kênh radio theo từng thể loại nhạc được liệt kê qua giao diện của ứng dụng Undock. Có tới hơn 30.000 kênh radio trên toàn thế giới, thoải mái cho các bạn khám phá. Hôm nay, sau một ngày làm việc, mình muốn thưởng thức một chút jazz để thư giãn và thay vì lên mạng để tìm kiếm các playlist với chất lượng âm thanh thấp ở trên YouTube thì mình chỉ cần truy cập vào tính năng Internet Radio của ứng dụng Undock, lựa chọn jazz và sau đó là thưởng thức cùng với chiếc loa Revo Super CD này. Revo Super CD cũng được trang bị một khay đọc đĩa CD có thể đọc được các định dạng đĩa quang như CD, CDR và CDRW.
Super CD thực sự là một chiếc loa khác biệt. Nó vừa có thể làm thỏa lòng những người chơi âm thanh yêu thích sự hoài niệm, cổ điển, cũng như là những tay chơi âm thanh đam mê công nghệ bởi những công nghệ và tính năng hiện đại được tích hợp ở trong một thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và lịch lãm.